Điều đầu tiên thì các bạn kẻ một đường thẳng này. Phải thẳng vào chứ không nó bị mất cái canh sợi phải lên nó có mặt ống quần đấy. Thế tiếp theo số đo. Số đo đây là bụng 70 mông 90. Kẻ một đường thẳng. Được chưa? Chiều dài là 90. Được chưa? Tiếp tục có mặt kèm đường thẳng luôn. Vuông góc ra. Được chưa? Tiếp tục đến bây giờ các bạn hạ đáy nhá, sẽ bằng 1/4 mông. Thì quần nữ thì các bạn nếu mà cần quắt ôm, cắt ôm ấy thì sẽ là 0+. Còn nếu mà quần cắt hơi rộng tí cộng 0.5. Mình trừ ở đây là cạp tầm thường quần nữ nó sẽ rơi tầm 3/5. Được chưa? Từ đây xuống đây là hạ mông sẽ còn 1/4 vòng mông đã cộng cử động. Được chưa? Chia đôi chỗ này ra nằm ở giữa đây thì sẽ là đường chính trung. Đáy từ đây sẽ đây sẽ là 1/4 này vòng mông, rồi chỗ này sẽ chia đôi ra. Còn cái hạ gối các bạn cũng để luôn, trừ luôn ở trên này, hạ gối xuống đây là 45. Được chưa? Tiếp tục từ đây ra đây sẽ là ngang ngang đáy, mình sẽ lấy là 1/4 vòng mông. Cộng với 2 phân thôi. Chỗ này cộng nhiều là thành ria mèo đấy mà. Chia đôi này ra là 24.5. Chia đôi đường chính trung 12.2 ly. Cái đường chính trung này quan trọng lắm đấy, chứ không phải là các bạn muốn đánh như thế nào thì nó ra thế đâu. Được chưa? Đấy, mình vẽ thẳng một đường tốt rồi đây. Đó. Được chưa? Bây giờ cái gối của người ta, thế thì cái gối ấy, các bạn là đừng có đo vòng gối làm cái gì cả, mà mình cầm cái thước ấy, thước dây ấy. Mình ví dụ gối như này nhá. Đừng có đo vòng như này làm gì cho nó khổ ra. Đừng có đo vòng thế mà mình cầm luôn cái thước này, mình cầm xé như này là ra ống bao nhiêu, thích ống bao nhiêu, gối bao nhiêu là ra bao nhiêu, ống cũng thế. Đừng có đo vòng nó nhầm lẫn hết lên đấy. Gối ở đây là ngang gối là 20 thì mỗi bên 10. Chưa? Chỗ này sẽ là 1/4 vòng gối này. Được chưa? Còn cái ống nhá, các bạn nếu mà ống loe ấy, thì các bạn không cần nhất thiết là phải gì đâu, phải đo đâu, mình tính luôn từ đây này. Bằng thẳng đây. Ra thêm từ đây, ra thêm 3 phân nữa. Loe nhiều thì là 4 phân. Loe ít thì sẽ là 3 phân. Được chưa? Cái đường thẳng này này, các bạn kẻ trước mắt các bạn kẻ thẳng một đường vào đây. Nó bị lệch tí. Chưa, các bạn kẻ thẳng một đường vào đây. Chưa? Bây giờ các bạn vẽ cong. Được chưa? Là ra cái quần loe đấy. Còn chỗ đường này đúng không? Các bạn cứ kẻ thẳng một đường lên đây. Lên chỗ đỉnh mông này trước. Được chưa? Tiếp tục sang cái phần bụng này. Mình sẽ lấy từ đây vào đây khoảng 1/5. Hơi cong một tí cho nó muộn đẹp. Được chưa? Từ đây 1/5 thì các bạn sẽ lấy từ đây là 1/4 bụng. Bụng 70 và 5 77.5. Được chưa? Ra đây. Rồi nó ra cái đường ngả này.
Bây giờ các bạn chú ý là quần ống loe là thường thường là nó sẽ có hay có ly. Thế cho mình có ly thì mình cộng ly, còn không thì thôi, cũng không nặng nề lắm đâu. Được chưa? Lên đây cho tôi là 4 cm cạp đây đây. Được chưa? Còn vẽ cong cái đường này. Xuống lên 1 phần rưỡi. Đấy, đây là ra cái quần. Còn cái gấu này phải hơi cong lên tí này. Đấy, lên như này. Đây là ra cái quần. Bây giờ bắt đầu tôi sẽ cắt chừa đường may. Đây là cắt trực tiếp lên phẳng luôn đấy. Chừa đường may thì mình chừa gấu 4 phân. Nếu mà nó cong nhiều thì các bạn nên làm đáp gấu thì chừa 1 phân thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Để nó cong đường như này mà. Đúng nhá. Tiếp tục. Ok chưa? Bây giờ mình phá. Cái cắt như này đúng không? Đây. Bắt đầu ta cái cắt cái sườn ra. Đấy, được chưa? Chỗ hai cái phần này này, để các bạn chú ý là các bạn phải bấm chắc vào. Bấm chắc vào. Được chưa? Đáy. Cái đường may đáy chỗ này để khoảng 0,5 thôi. 0,7 thôi. Đừng có để một phần mà thành may nó khó may còn găng. Được chưa? Đây nhá, đây là xong thân trước rồi đúng không? Bây giờ sang thân sau. Làm sao mà do cái nhất là được cái trọng thân sau này nhiều người chủ quan là cứ áng áng ở mắt dễ đứt lắm đấy, nó dễ đứt là bởi vì là nó là cái canh tràm canh vải nó có đi đấy, được chưa? Bây giờ lĩnh xác định canh vải này, gạt cho nó phẳng cái vải ra. Hai mươi ba tiếp đồng một phát ăn chuẩn luôn, 23 lệch để có 1 ly 2 ly vẫn phải chỉnh lại, được chưa? Sau này hết các đường chưa, sau này hết các đường luôn. Đấy, sau này cả cái đường này, được chưa? Chỗ này ra 1 phần rưỡi. Chỗ này 1 phần rưỡi, chỗ này từ chỗ này ra lên 1 phần rưỡi, chỗ này 1 phần rưỡi. Gấu giữ nguyên. Được chưa? Đấy, sao hết cái đường. Sao lại hết các đường này nữa luôn này. Nó dễ lắm. Thực ra cắt, nếu mà cắt trên vải này quần, kể cả mai tôi sẽ dạy một cái video về cái cách cắt đầm trực tiếp lên vải ấy. Nó dễ lắm, nó không có gì cầu kỳ đâu. Từ đây vào đây khoảng độ 1 phân này. Từ đây vào đây khoảng 2 phân này. Đấy. Đặt lên. Kéo chéo một đường ở đây. Được chưa? Là ra cái này. Được chưa? Kéo vào thẳng phát ăn ngay. Được chưa? Ăn phát ăn ngay. Đó, bây giờ nối cái đường vào đây. Nối các đường vào.
chưa? Bây giờ từ cái chỗ đánh này này là cứ ra đây là sẽ là 1/10 mông, 9 phân. Mông 90 là 10 mà. À là 9 phân mà. Công thức cắt mà nó chuẩn thì cắt 10 10 lên, nó đều như cả 10 luôn. Nó không lệch đâu. Chỉ sợ công thức nó không chuẩn ấy, các bạn nên nhớ là mọi tất cả quần suông hay quần rộng hay quần cắt thì loại trên đời nó đều từ cái cơ bản nó ra hết. Được chưa? Tiếp tục lên đến 4 phân. Được chưa? Từ chéo ra đây sẽ được 1/4 vòng bụng cộng 2 cm, bụng của mình đây là 17,5 đây, cộng 2 cm ra đây. Đấy, kẻ thẳng một đường từ đây vào đây. Được chưa? Bây giờ mông của mình 90 đúng không? 90 chia đôi được 45 đúng không? Mình lấy lại mình đo này. Từ đây ra đây được là 20,5 đúng không? Các bạn nên nhớ rằng khi mà các bạn cắt quần nhá, đừng bao giờ khi mà cắt máy đo, các bạn đừng bao giờ các bạn chia từ đây ra đây sẽ là 1/4 mông. Vì bởi vì sao? Bụng của người đằng trước, của người phụ nữ ấy là nó thường thường nó sẽ từ cái phần đằng sau này nó sẽ đẩy ra hông, vì hông nó béo và mông đằng sau nó sẽ to. Đấy, chứ không phải là các bạn chia đều nhau đâu. Chia đều nhau cũng một công thức, cái cắt nó không lên, không ra cái gì đâu. Để tiếp 20,5 vào đây. Lùi vô đây. 45 phân đúng không? Đấy, ra đây 45 vì nó 90 chia đôi 45 mà. Đúng không? Anh dâu đấy. Được chưa? Bây giờ vào độ kẻ vào đường thẳng vào đây. Nối lại với nhau. Đấy. Được chưa? Bây giờ các bạn đánh này. Đánh có thể âm vào đây khoảng độ 3 ly đến 5 ly cũng được, không ảnh hưởng gì đâu. Đánh cong vào đây. Được chưa? Đấy. Nó đã ra thôi. Còn chỗ này các bạn lên đi 1 phân này. Các bạn chú ý này. Bây giờ mình khớp này. Cái đằng sau này. Để đi bấm vào đây này, của mình đây đúng không? Khớp này. Khớp từ đường này đến đây đúng không? Nó sẽ ngắn hơn phân mà. Đúng không? Thế bắt đầu là mình sẽ đưa xuống đây khoảng thêm độ 7 ly nữa. Đấy. 7 ly là bởi vì chỗ này nó giãn mà, khi mà vắt sổ nó sẽ giãn. Chỗ này các bạn kẻ cong vào đây. Đấy là ra cái đúng quần. Cái đúng quần chỗ này mà mình cắt nông quá ấy, thì cũng dở. Bởi vì nó sẽ thừa ở đây, nó sẽ bị mặc lên gì ở đây. Đấy, mà cắt nông cũng dở mà sâu cũng dở. Được chưa? Tiếp tục các bạn vẽ ly, ly nó nằm ở giữa đây. Bốn bên phân. Bốn bên phân. Còn cái chỗ này ấy, tránh cái trường hợp bửa cạp ấy. Cắt âm vào khoảng độ 7 ly bên phân. Nó cong một tí, hiểu chưa? Vì bao giờ chỗ nó vòng này nó có độ co bay mà. Tiếp theo, được chưa? Còn đường may này. Cận may đo thì mình ra đây, từ đây ra khoảng 4 phân. Kéo đường thẳng ra đây. Đấy, rồi ta sẽ cắt ra. Được chưa? Bạn chú ý này. Nên cắt ý, là các bạn nên bản thân tôi cũng có nhiều cái công thức cắt may mà kể cả không cần vẽ đường may mà mình tính luôn trong công thức cũng được, nhưng mà đối với những người mà người tôi mới học về ấy, thì không nên, bởi vì nó rất nhờ dễ nhầm. Nếu mình vẽ luôn đường may như này này thì đến khi mình cho thợ may họ may ấy, là họ nhìn vào là họ biết là à cái này bạn chừa đường may 1/5 là nó may đúng theo phấn như thế. Đến lúc mà lên nó rộng nó chật hay là nó như nào thì không cãi được nhau cả. Được chưa? Tiếp tục cắt đường may ra. Được chưa? Gấu này sẽ là 1 phân này. Vì sao gấu này là 1 phân? Bởi vì cái đường cong như này này thì các bạn phải nắm đáp, chứ còn gập như này lên không cong được đâu. Khi mà các bạn gập lên như này thì ống nó hay bị chuỗi này lắm, nên làm đáp cái đáp ở đây này. Thợ may họ sẽ tự họ biết. Được chưa? Còn cái phần cạp cái gì? Cạp thì các bạn dùng cạp sẵn thì không nói, còn các bạn nào mà muốn may tại nhà chưa học may ấy, thì các bạn sẽ pha cạp thì nó dễ thôi, nó không có gì khó đâu. Thường thường cắt may đo thường thường người sẽ pha cạp liền, có là liền vòng trước vòng sau luôn ấy. Thì nó như này. Ví dụ đây nhá. Nó là cái miếng vải mình nên pha lên dập, mình có một cái cạp sẵn. Đây. Ví dụ như tôi pha cạp sẵn, kinh nghiệm của tôi đây. Nhìn số đo phát tôi biết pha bao nhiêu luôn. Pha thì trong là hai cặp dọc, hai cặp ngang.
đây đi sang cái phần này đúng không? Đây các bạn kẻ thẳng một đường ở đây, kẻ thẳng một đường ở đây đấy, một nửa kẻ thẳng một đường ở đây. Thì cái này các bạn đánh dấu đây là thân trước này, thân sau này, được chưa? Lên đây, từ đây đến đây các bạn lên cho tôi khoảng 8 phần, kẻ thẳng một đường ở đây, chia đôi này ra. Đây là cặp cong ấy. Cái cong này thuận theo mắt mình, thấy chưa? Thân trước lên đây chỉ 4 phần thôi, bởi vì thân sau nó cần ôm mà. Đấy, nãy mình trừ cặp là 3 phần rưỡi đúng không? Rồi phải đánh đều 3 phần rưỡi. Được chưa? Đấy là ra phần cặp. Cái này là canh ngang đúng không? Ở trong thì mình phải làm dọc, hoặc là mình làm, có nhiều người thì làm ngoài dọc trong gang, có người thì làm theo thứ vải thì tùy. Đấy là về cái phần cảm mình để ý luôn ở đây, mình đánh dấu đây là thân sau và đây là thân trước đấy. Còn pha túi pha chiếc các bạn thế nào thì quần may đo thì rất đơn giản lắm. Xin chào tất cả các bạn nào muốn mua sách học cắt may hoặc là muốn học online thì các bạn cứ liên hệ. Bởi vì là mất một thời gian vừa rồi tôi không ra video được là bởi vì rất là bận nghiên cứu ra những công thức cắt may mới nhất để up lên video cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn.